Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Tập 6: Kính Pháp Phá Chấp Diệt Nghi. Kính Tôn Sư, quý anh chị em đồng môn thân kính, hôm nay đến thời con lại xin thổ lộ một điều đang chướng ngang trong lòng của một số anh chị em đồng tu và con đang vấp phải ạ. Một, lắng pháp. Nhớ lại thời Phật tại thế, có một số người vì cầu pháp mà phải khổ hạnh vất vả lặn lội xa xôi mới tìm được bậc chân tu thật sự để được nghe thuyết pháp. Sau khi được nghe vài câu kệ, liền chứng ít nhất sơ quả. Còn thời này, chúng ta đang được ngập trong biển pháp nhưng lại chưa lộ được sơ tâm. Vì sao? Con chăn trở một thời gian qua, tại sao mỗi ngày nghe pháp, biết hay thế nhưng lại chưa chịu hành pháp, dẫn đến hẹn này hẹn mai rồi làm cho tâm lười nhác. Để hiểu và làm cần có quá trình ạ. Nhưng nếu không lên kế hoạch cho mục tiêu ngay, sau khi nghe được gì thì lúc đó là ai nghe, tai nghe, tường nghe, xác nhà nghe. Trong kinh Phật có nói, lắng nghe nghĩa là gì? Nếu trong lắng nghe thì Phật không cần phải thuyết, vì thuyết không phải để đó mà phải thực hành ngay. Trước đây con cứ mở pháp cả ngày nhưng không hiệu quả bằng trước khi nghe xưng niệm danh hiệu của Ngài, cho con xin học tập lợi ích từ pháp ạ. Rồi chỉ ngồi đó nhắm mắt lắng nghe trong một đoạn nhỏ, gặp từ khóa hay dừng lại hỏi đoạn này nói gì, ứng dụng vào đâu, có thể phá được gì. Bởi ăn một chén cháo bổ dưỡng còn hơn hút cả nồi cháo loãng. Hai, phá chấp. Một số bạn đang nghe pháp kiểu chấp vào một câu từ mà không sâu chuỗi cả bài hoặc cả hệ thống các bài pháp nên đã chìm trong đó, thật quá đáng tiếc. Nay con xin dẫn chứng để anh chị em rõ ạ. Thầy dặn không cần tu nhiều, chỉ cần nghe pháp 15 phút cũng được. Vậy một số bạn chỉ nghe thôi, nhưng ý thầy không đơn giản thế. Đó là thời điểm mọi người sao lãng nghe quá nên cho phương tiện tối thiểu để nuôi dưỡng việc học tập. Nghe để thực hành rồi trao đổi với thầy về lợi ích đạt được, làm cầu nối gắn chặt tình thầy trò. Chứ không phải ngày hai lượt vào bạch báo cáo vấn an mang hình thức rồi lâu ngày sinh nhàm chán. Có người nói với con, em không biết nói gì với thầy hàng ngày chị ạ. Ôi thật xót, chúng con ai cũng có một chìa khóa vạn năng. Chìa khóa vào tâm thầy chính là vận pháp có hiệu quả, tu tập an vui tự tại, càng tu càng thích, ngẫm pháp dung hòa đạo đời hoan hỷ. Nhờ đó mong muốn tâm sự nên càng gần gũi sư trưởng thật tự nhiên, chứ không phải chào hỏi, chúc, vấn an thông lệ, hình thức như cặm cụi công phu lãng quên đi lời thầy bạn. Như thế chẳng khác nào niệm Phật mà không nhớ Phật vậy. Nên dù có vào nhắn đó, nói đó nhưng vẫn không thể kết nối được. Nhắn một vài câu chạy ra ngay, sợ sai, sợ dày, thật tiếc. Nếu đủ tình thâm cảm được lòng thầy đang vì trò mà phải suy nghĩ ngày đêm khuyến dụ, là dày chấp nhận phạm giới, tổn phước, thêm nhóm, chuyển nhóm linh hoạt để giáo hóa hiệu quả, hoặc cho ra khỏi lớp nhưng vẫn ân cần rèn rũa, tự nhiên sẽ biết nói gì, biết làm gì để thầy hoan hỷ, cũng là đang học hạnh hằng thuận của Bồ Tát Phổ Hiền học báo ơn vậy. Thầy đang bằng xương bằng thịt, bằng lời nói vỗ về hàng ngày mà còn chưa cảm được thì làm sao có thể cảm được Phật Bồ Tát cao xa cơ chứ? Bởi pháp thầy từ tâm nói ra, từ lời tổ, từ kinh văn, từ kinh nghiệm khổ cực bao năm tu hành không dễ gì tìm kiếm ở đâu. Mặt nữa, trong pháp thầy giảng không phải là lời thuyết trình mà lấy từ những khó khăn của học trò vấp phải nên bài nào cũng thấy gần gũi mà soi lấy thấy chúng con trong đó. 3. Diệt nghi. Niềm tin là mẹ vào đạo, cớ sao tu lâu vẫn còn nghi. Nghi lời thầy tức nghi lòng thầy. Thầy được Bồ Tát gia hộ cho hơn 28 điều lợi ích trong kinh. Nếu nghi thầy, nghi luôn Bồ Tát, vậy bản thân này có đáng nghi không? Bởi một số bạn trong và ngoài lớp đang khởi sinh tâm nghi. Vì sao nghi?
vì thầy đón lấy tương lai và vận mệnh của một số người nên thầy có cách khuyến hóa riêng. Thầy im lặng chấp nhận cho trò nghi để âm thầm khuyến hóa. Thầy đủ phương tiện để quan sát thấy tâm chúng con, nên có lúc thầy dặn không nên tiếp xúc với người này người kia mà không nói rõ nguyên nhân, vì chưa đến lúc nói. Nhưng trò vội vàng hỏi quanh rồi hiểu lệch, dẫn đến dẫn tâm bất kính. Có bạn lại hỏi con: chị ơi, sao thầy lại nói ai ra khỏi tầm tay ta sẽ rớt ngay và không được Bồ Tát gia hộ? Em nghĩ Bồ Tát từ bi thế, ngài sao bỏ chúng sinh được nhỉ? Cũng dễ hiểu vì sao bạn lại hỏi thế, bởi các bạn đang chấp vào câu từ. Phải hiểu rằng ý thầy nói những người không nghe lời, bất kính với sư trưởng hoặc xa thầy không cáo từ là bất nghĩa. Nó thương lắm, nhưng vừa ra khỏi đã khởi tâm nghi, vọng ngữ, vậy thì Bồ Tát nào thương, nào chứng chứ? Chớ chấp vào câu Bồ Tát từ bi vô lượng. Vâng, Bồ Tát từ bi vô lượng, nhưng ngài có nguyên tắc riêng của ngài. Vì sao? Vì nếu không phải như vậy thì thế gian đã không có chữ khổ và không ai khổ cả. Vì sao? Vì Bồ Tát đã độ cho hết rồi. Nhưng thực sự không phải vậy. Kết luận, vậy là từ việc nghe pháp trình mảng, dẫn đến chấp câu từ, dẫn đến sinh nghi, dẫn đến vọng ngữ, và kết quả là không nói chắc ai cũng biết là về đâu rồi à. Thầy lo tâm chúng con dễ bị cám dỗ, dễ sa ngã, nghe lời đàm tiếu, dễ nói hùa theo, dẫn đến phạm tội ngũ nghịch vào địa ngục A Tỳ, nên cứ nhắc đi nhắc lại. Hãy lắng nghe pháp là vậy đó. Wi-Fi thầy luôn mở, trò hãy bật nút on. Tỏ tường cùng thưa gửi, thầy gỡ cho tấm màn. Phương tiện muôn trùng đó, tùy lời thầy sẻ chia, mỗi người mỗi tập khí, thầy cho pháp liền thì. Chúng con mắt nhắm mở, chưa rõ pháp khó thay, tìm đâu ra tỏ ngộ, chỉ nơi đây đủ đầy. Mong ngày mai hiểu đặng, trò cởi được tha tâm, phá nghi diệt chấp trước, thầy đang gieo ươm mầm. Chúng con xin chân kính lắng nghe ạ. Con kính xin đa tạ Phật Pháp Tăng, Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Ni So ha ha ha.